Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn đến với bản tin cập nhật về giá cà phê ngày 10 tháng 7 năm 2020. Xin kính chúc quý vị ngày mới nhiều sức khỏe. Sau đây xin gửi đến các bạn những thông tin về giá cà phê trên thế giới. Thưa các bạn, kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê trên thế giới có sự trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục tăng nhẹ phiên thứ hai. Ở kỳ hạn giao tháng 9, tăng thêm 5 USD lên mức giao dịch là 1.197 USD, tăng 0,42% so với phiên giao dịch trước. Ở kỳ hạn giao tháng 11 cũng tăng thêm 5 USD lên mức giao dịch là 1.215 USD trên tấn, mức tăng 0,41%. Ở các kỳ hạn khác cũng tăng nhẹ, khối lượng giao dịch cà phê Robusta trên sàn London ở mức trung bình. Trái ngược với sàn cà phê London, trên sàn New York, giá cà phê Arabica đã giảm nhẹ phiên thứ hai, kỳ hạn giao tháng 9 giảm đi 1,50 sen, mức giao dịch là 98,5 sen trên bao, giảm 1,5%. Ở kỳ hạn giao tháng 12 năm 2020 cũng giảm đi 1,45 sen, xuống mức giao dịch là 101,1 sen trên bao, giảm 1,41% so với phiên giao dịch trước. Ở các kỳ hạn khác cũng giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch cà phê Arabica trên sàn New York ở mức cao trên mức trung bình. Về tình hình giá cà phê trong nước, khu vực các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay đã tăng thêm 100 đồng trên 1 kg và dao động trong khoảng từ 30.900 tới 31.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày hôm nay tăng thêm 100 đồng và ở mức từ 30.900 tới 31.000 đồng 1 kg. Tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, giá cà phê là 31.000 đồng 1 kg. Và tại huyện Di Linh, giá cà phê là 30.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk ngày hôm nay tăng thêm 100 đồng. Tại huyện Cư Mơ Ga có mức giá là 31.800 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 31.700 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng thêm 100 đồng và ở mức từ 31.300 tới 31.400 đồng 1 kg. Tại thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 31.400 đồng 1 kg. Tại huyện Chư Bờ Rông, giá cà phê là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, tại thành phố Gia Nghĩa, ngày hôm nay có mức giá là 31.400 đồng 1 kg. Tại huyện Đắk Rơ Lấp, mức giá là 31.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại Đắk Hà của tỉnh Kon Tum, ngày hôm nay có mức giá là 31.400 đồng 1 kg. Và giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ngày hôm nay có mức giá là 33.300 đồng 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp các bạn trong bản tin tiếp theo.